Liên quan đến vụ việc ứ đọng rác thải kéo dài và các dự án xử lý rác thải chưa hoàn thành tại Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi gặp gỡ đối thoại với người dân xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa đang sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng bởi khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Đại diện các hộ dân mong muốn tỉnh Quảng Ngãi sớm di rời tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng và có những chính sách hỗ trợ hợp lý để người dân ổn định cuộc sống, chấm dứt tình trạng sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề như hiện nay. Đồng thời các hộ dân cũng bày tỏ băn khoăn xung quanh việc phương án bồi thường, tái định cư để người dân không thiệt thòi, việc sử dụng phần đất nông nghiệp còn lại sau khi bị thu hồi. Các sở ngành chính quyền địa phương mong người dân Nghĩa Kỳ đồng thuận, tạo điều kiện để nhà máy được tiếp nhận rác và đi vào vận hành sau ngày 20 tháng 8 năm 2020, thống nhất di rời các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng bởi khu xử lý chất rắn Nghĩa Kỳ theo lộ trình, hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các hộ dân sinh sống trong phạm vi bán kính 1.000 m di rời trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023.